khí phách anh hùng của giám mục Trung Quốc, thà bị đi cải tạo, không gia nhập quốc doanh. Asia News, cơ quan thông tin của Hội giáo Hoàng truyền giáo hải ngoại, cho biết Đức Giám mục của Giáo phận Tân Hương và 10 linh mục đã bị bắt trong những ngày gần đây. Các vị đã bị đưa đến một khách sạn của Công an Trung Quốc, nơi các ngài đang bị biệt giam và phải cải tạo tại chỗ nhằm khắc sâu các nguyên tắc của pháp lệnh tôn giáo mới do bọn cầm quyền đưa ra. Đức cha Giuse Trương Vĩ Trụ, 63 tuổi, là giám mục Giáo phận Tân Hương thuộc tỉnh Hà Nam từ năm 1991. Ngài được Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm nhưng không được bọn cầm quyền Trung Quốc công nhận, và điều này khiến ngài trở thành một tên tội phạm. Tương tự, 10 linh mục bị bắt cũng là tội phạm vì các ngài từ chối gia nhập cái gọi là giáo hội quốc doanh và khẳng khái bớt phục tùng Đảng Cộng sản Trung Quốc theo yêu cầu của pháp lệnh về các hoạt động tôn giáo. Đức cha Trương và các linh mục của ngài đã bị bắt trong hai ngày 20 và 21 tháng 5 trong một chiến dịch cảnh sát quy mô có sự tham gia của 100 cảnh sát từ Thương Châu, Hà Giang và Sa Hà Cao. 10 sinh viên đang theo học thần học trong một nhà máy được dùng làm chủng viện cũng bị bắt. Sau đó, 3 sinh viên khác bỏ trốn được cũng đã bị bắt. Tính đến chiều ngày 25 tháng 5, tất cả các chủng sinh đã được thả về với gia đình của họ sau khi bị đe nẹt và bị cấm tiếp tục học thần học. Tại Trung Quốc, pháp lệnh tôn giáo mới chỉ cho phép các hoạt động tôn giáo, bao gồm cả các lớp thần học, diễn ra trong các cơ sở được bọn cầm quyền cho phép và kiểm soát. Các nhân viên tôn giáo chỉ có thể thực hiện các chức năng của mình nếu họ gia nhập giáo hội quốc doanh độc lập với tòa thánh và phải phục tùng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thỏa thuận giữa Vatican và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không làm thay đổi bản chất của việc kiểm soát này. Tòa thánh đã ký thỏa thuận với Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhưng hoạt động tôn giáo ở Trung Quốc do Mặt trận Tổ quốc và Bộ Tôn giáo quản lý. Mọi thỏa thuận với Bộ Ngoại giao không có một chút ảnh hưởng nào đến tình hình cụ thể ở quốc gia này. Vì lý do này, mặc dù thỏa thuận công nhận Đức Giáo Hoàng là người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ và do đó cũng là của Giáo hội Trung Quốc, nhưng điều này không dẫn đến bất kỳ hệ quả nào liên quan đến quyền tự do thờ phượng cho các cộng đồng địa phương. Ngược lại, sau thỏa thuận đã có sự gia tăng các cuộc đàn áp, đặc biệt là đối với các cộng đồng thầm lặng. Có các giám mục bị quản thúc tại gia, chẳng hạn như Đức cha Giả Chí Quốc. Có các giám mục đã bị cắt nước, điện và khí đốt, chẳng hạn như Đức cha Quách Tích Tiến. Có cả một giám mục phải ngủ đầu đường xó chợ, theo đúng nghĩa đen của từ này, vì bọn cầm quyền cộng sản cấm không cho các tín hữu chứa chấp ngài. Đó là trường hợp của Đức cha Thiệu Trúc Mẫn. Và có cả các giám mục phải chịu học tập cải tạo để tẩy não, như trường hợp của Đức cha Trương Vĩ Trụ mà chúng tôi vừa nêu.